Hawaii cũng có sở thú nữa đó các bạn. Mình trước sau gì cũng lạc rồi. Mình trước sau gì cũng đi lạc rồi hả? Mình đã lạc đường rồi, nó lớn quá lớn nên mình đã đi lạc rồi. Không, ra bãi biển là không thể nào lạc được đâu. Nó là đường chính đó. Ok, đi tiếp thôi. Tới đây xếp hàng chờ đi How many nights you stay here in Hawaii for? 2 weeks. Few. Okay, so I'm gonna give her a few. Did you bring yours from home? Yes. Yes. Okay. She don't speak English. A little bit. A little bit. Daytime cream. Oh, thank you. Yeah. Do you use eye cream? Does she use eye cream? Yeah. Yes. Yeah. I give you one of the eye one also for free. Speak English? No. No English. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. From your kids? Oh, our kids, oh, they are with our sister at home. Okay, now open. Wow, look. Look at this. And the line. Mm-hmm. And look at the tight, very tight. Làm đẹp xong rồi, giờ thì cùng mình đến chỗ thuê xe nha các bạn. Đây là chỗ thuê xe nè các bạn. Chỗ nhiều xe quá, có mô tô nè. Cái xe xịn màu đen bự nè, em rất thích nè. Người ta ngồi chạy ngoài trời ấy, dễ thương ha. Đúng là chỗ thuê xe đúng không? Hay giữ xe. Ồ, đúng rồi, thuê xe. Quá nhiều xe đẹp chưa. Thuê xe đi vòng vòng ở chỗ Waikiki. Đẹp quá đẹp. Đúng rồi, hàng chi lúc nãy mình thấy người ta chạy chiếc màu xanh xanh, màu vàng vàng, dùng màu cam, màu đỏ tùm lum, thì ra là thuê ở đây. Nhiều ta? Không biết giá nhiêu nhờ. Kìa 8 gì kìa. 8 gì, 8 với 30 là gì giờ đó. Giá đây nè các bạn. 1 đến 4 tiếng 45 đô hả? Tùm lum nha, có thuê cả. Cái đây gì chiếc gì? A scooter. Ô nhiều thứ lắm. Bởi vì đi mỗi chân thì thuê xe đi. Này, dễ thương quá. Bên kia là siêu xe, thì bên này là xe đạp ha, cũng là thuê xe mà đi ha. Tại vì ở đây nó khá là rộng lớn luôn á, nên phải thuê xe đi cho đỡ mỏi chân nha các bạn. Còn trăm bên rồi. Hai đứa mình đi lạc từ nãy đến giờ, bây giờ mới mò ra tới đây là đồ ăn vặt. Trời đất ơi, mừng quá. Tới đây là đồ ăn vặt nha các bạn. Đi lạc á, ăn vặt là nó nằm ở bên mé hướng biển bên này nè các bạn. Đó, bên này hướng biển nè, gần ở đây nè ha. Qua tới bên này là có đồ ăn vặt. Ủa, đây nhiều đồ ngon quá nè. Nhà hàng sao lúc nãy mình đi qua mình không để ý nhờ. Bởi vậy. Chị yêu đang làm gì á? Ok, mình đã tới chỗ ăn vặt rồi nè các bạn ơi. Bây giờ mình đi vô, mình đi tìm mít. Ở Hawaii mít rất là ngon. Trời, đồ ăn vặt luôn các bạn ơi, mê quá. Mía kìa, cái mía còn bự ghê không. Cái này các bạn, thấy hoa đảo quá. Ở bên đây rất là nhiều người Việt các bạn. Mình vừa nói tiếng Việt ra là người ta nói lại tiếng Việt với mình là hay lắm. Ok, mua thôi, mừng quá. Mình mua mấy hộp nha. Một hộp như vậy là 4 đồng nha các bạn. Ông xã mình đang trả tiền. 4 đồng một hộp mít nhỏ nhỏ xinh xinh thế này. Cuối cùng đã tìm được cái hộp mít thỏa mãn cơn thèm của mình rồi. Quan trọng là không biết là ăn có ngon hay không. Tại mình thấy nó hơi màu, nó hơi trắng trắng. Các bạn ơi, ở đây nó có thêm đường bánh kẹo nè. Trời ơi, nhiều. Nhưng mà mình đi mới nhanh thì sợ các bạn xem thì chóng mặt quá, không biết làm sao. Đây, ôi, rất là rộng lớn luôn á. Toàn là bánh kẹo không. Trẻ em mà vào đây là bảo đảm sẽ rất là thích luôn á.
xã mình đang thèm kem nên vào đây mua kem ha. Đúng là thiên đường bánh kẹo. Dễ thương. Bên này như này các bạn quá trời luôn, nhìn mê quá. Mình vào chỗ thiên đường bánh kẹo này á, mình còn mê nữa đừng nói chi là trẻ em ha. Quá trời bánh kẹo luôn. Ở đây có bạn thỏ nè, xinh xinh dễ thương không? Mình thèm nước mía quá nên mình sẽ mua nước mía. Người ta sẽ ép cho mình tại chỗ luôn bằng cái máy nè các bạn. Qua bên Mỹ thấy nước mía là tao nói thèm. Kìa, em muốn uống nước mía. Order ở đâu chị? Muốn uống nước mía thì phải order ở đây. Nãy giờ mình ngốc, mình đứng ở đằng kia. Trời ơi. Và ở đây người ta biết tiếng Việt hết đó các bạn ơi. Nói chuyện thì phải cẩn thận. Mình đã order xong nước mía rồi, bây giờ mình sẽ chờ chị ép cho mình ha. Ở đây người ta hiểu tiếng Việt hết các bạn ha. Trời, bác nói thì ở bên nhà người ta sẽ đốt lửa lên. Các bạn nhìn hay quá. Và cái người ta nói độ tội nghiệp của mình thì ghê. Đó, nó tiết kiệm dễ sợ, bao nhiêu vợ nhỏ bồ nhí này đã ăn hết luôn. Hẻo lánh cái gì? Có bắn súng nha, nếu mà mình thích bắn súng thì mình đi theo chú này nha. Đúng thật. Chị đâu nghĩ em? Rõ ràng là mình thấy ở ngoài này nó tối rồi mà sao em quay vô cái điện thoại nó cứ sáng bừng lên vậy ta? Ở trong đấy rồi. Cái hàng của anh. Đúng vậy? Đông vậy? Đây là buổi tối rồi đó. Có nhiều đồ ăn ngon thì các bạn hãy lên lầu 1 nha. Ở phố đi bộ Waikiki á, các bạn muốn có đồ ăn thì các bạn hãy lên lầu 1 ha. Ở trên lầu 1 sẽ có rất là nhiều đồ ăn cho các bạn lựa chọn ha. Và ở phía dưới đất thì cũng có nhà hàng để cho các bạn vào ha. Đây á, các bạn lúc các bạn mua đồ ăn á, để được ngồi vào những cái chiếc bàn như thế này á, thì các bạn phải có giấy chích ngừa nha. Người ta kiểm bạn có giấy chích ngừa thì người ta sẽ cho bạn vào đây ngồi ăn ha. Ở đây mình thấy khá là nhiều món ăn luôn đó các bạn. Hai đứa mình đã đi mệt rồi. Bây giờ mình sẽ bốc Uber đưa hai đứa mình đi về nhà. Gần hát anh em luôn kìa. Buổi tối đó các bạn, phố đi bộ người ta vẫn còn đi rất là đông luôn á. Buổi tối thì đi nó có nhiều đèn ha, đẹp ha. Nhưng mà mình thích đi buổi chiều, nó mát mát, xong cái đi cho tới tối luôn là mình thấy khá là ok. Video chia sẻ đi phố đi bộ Waikiki đến đây là xin kết thúc nhé các bạn. Mình đang ngồi chờ Uber tới rước đưa hai đứa mình đi về nhà. Cảm ơn các bạn đã yêu thương theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye bye, love you.